đúng luật, đừng có cản. Ví dụ trong cái mùa Covid này cũng vậy, chính phủ người ta quản trị, người ta đã vẽ ra luật rồi, mẹ muốn về nước là phải chờ thôi, để đi cách ly thôi, chứ còn đúng luật mà làm, chứ không phải gì về đây xong bẻ luật, làm gì có cái chuyện đấy, đúng không? Làm đúng luật, vậy nhà quản lý là cứ đúng luật mà làm. Thứ hai là chia sẻ với anh là anh đang tham gia kinh doanh, thì như vậy anh có thể đang làm ở một trong hai vị trí, tôi không biết là anh làm chủ hay là đang làm thuê, nhưng rõ ràng anh đang làm ở hai vị trí, một là vị trí giám đốc kinh doanh, hoặc anh đang làm chủ, tức là anh làm vị trí giám đốc điều hành và kiêm chủ tịch hội đồng quản trị. Đấy, thì như vậy anh ở hai vị trí, thì thưa với anh là bản chất vị trí giám đốc kinh doanh chính là vị trí ông mang được doanh thu về cho doanh nghiệp. Nhưng tức là cái đề bài của ông giám đốc kinh doanh có nhận được ba thứ nhé. Một, tôi phải mang về doanh thu bao nhiêu. Hai, tôi được phép cho đối tác nợ bao nhiêu phần trăm trên giá trị đơn hàng, và thời gian gối đầu là bao lâu, nó gọi là tuổi nợ. Như vậy một, trách nhiệm của ông mang doanh thu về. Hai, ông đảm nhiệm cho tôi cái hạn mức công nợ không được vượt quá bao nhiêu phần trăm. Và việc thứ ba, chi phí để dành cho bán hàng chiếm bao nhiêu phần trăm doanh thu. Như vậy ba cái câu chuyện đề bài mà ông CCO phải nhận. Và tất nhiên nếu ông đẩy được cái doanh thu càng lớn lên thì cái quyền lợi quỹ lương của ông và chi phí bán hàng của ông càng lớn lên. Thì đấy chính là bài toán đề bài, và ông phải học cái CCO để ông giải cái đề bài này. Nhưng ngược lại, với vai trò là CEO, là giám đốc điều hành, thì khi người ta cấp cho ông hạn mức thì người ta rất là lo lắng. Người ta có những nỗi lo. Nỗi lo đầu tiên là giao cho ông làm doanh thu như vậy thì liệu doanh thu nó có về đúng không. Vậy thì bắt buộc ông phải lập chiến lược, kế hoạch kinh doanh, và ông phải hiểu được cái nỗi lo của thằng CEO thì ông mới làm việc nhóm được. Hai là người ta cấp cho ông cái hạn mức chi phí như vậy thì ông sử dụng chi phí như vậy nó có hiệu quả không, có thông minh không, thì ông phải lập kế hoạch sử dụng chi phí. Ba, người ta cấp cho ông một cái tiền quỹ lương để trả lương cho cán bộ nhân viên thì cách trả lương thế nào gọi là khôn ngoan để tạo động lực cho nhân viên thì ông cũng phải giải trình được. Như vậy bản chất là ông là CCO, tức là giám đốc kinh doanh, ông phải đẩy doanh thu và ông phải hiểu được chiến lược sản phẩm, chiến lược kinh doanh, hiểu được chi phí, dùng chi phí một cách khoa học, thì bắt buộc ông phải học lại CCO. Nhưng nếu ông đi làm thuê thì bắt buộc ông phải hiểu thằng CEO nó nghĩ gì, thì ông học thêm cái lớp CEO nữa. Tất nhiên nói như vậy là tôi đang điêu cái doanh số của tôi lên, thì tôi nói như vậy là nó hơi tham. Nhưng tôi khuyên anh chị, nếu mà bạn muốn đẩy doanh thu lên và làm vị trí kinh doanh thì bạn nên học giám đốc kinh doanh trước, xong rồi học CEO sau. Đấy, thì cái cách là như vậy. Thì tôi đảm bảo rằng là bạn hiểu được công việc mình làm, và bạn hiểu được cái người bên trên họ suy nghĩ, họ lo lắng cái gì, để bạn đồng quan điểm với họ để tránh tiêu cực. Thì như vậy bạn đi làm ở đâu, làm thuê hay làm chủ, bạn đều rất là hạnh phúc. Thì chia sẻ với bạn như vậy. Rồi cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là câu hỏi nó hơi thiên về bán hàng, cho nên tôi trả lời nó hơi qua quýt một chút, mong anh chị thông cảm. Xin mời cả nhà uống nước ạ. Nam Quang Nguyễn có đặt câu hỏi: thầy ơi, quản lý nên thiên nặng hơn về chuyên môn hay về cách quản lý nhân viên ạ? Em đang phân vân quản lý con người tốt mà quản lý yếu về chuyên môn cũng khó khăn trong công việc quản lý ạ. Rồi ạ. Bạn hiểu thế nào gọi là quản trị và thế nào là quản lý đã nhé. Tức là quản trị là người đưa ra luật chơi. Đầu tiên là đưa ra luật chơi. Ví dụ như quản trị một đất nước, cái người quản trị một đất nước là việc đầu tiên đưa ra thể chế của một đất nước. Cho nên hiện nay đảng về đường lối, và quốc hội là người họp và thảo luận trực tiếp đưa ra luật. Vì vậy trong một doanh nghiệp, luật chơi chính là công tác quản trị. Thứ hai,
bên dưới của luật chơi thì là văn bản hướng dẫn. Văn bản hướng dẫn, bạn cứ để ý mà xem. Cho nên là tầng thứ nhất là tầng ban hành luật, tầng thứ hai là văn bản hướng dẫn, xong đến tầng thứ ba thì là quy trình và các công cụ, tức là cái văn bản nó là công cụ để đi kèm. Vậy thì nói đến điều hành con người là nói đến luật chia lương thưởng, nói đến luật tiếp nhận, nói đến luật sa thải. Nói đến con người nhé, là nói đến gì ạ? Luật chia lương thưởng, luật chia phúc lợi, luật sa thải, luật tuyển dụng. Và tất nhiên nó gắn với hiệu quả nếu chúng ta dùng người. Đấy, nếu nói đến công việc thì là gì ạ? Luật về kết quả doanh thu, luật về hạn mức chi phí, luật về định phí, luật về biến phí. Tất cả những cái luật đấy được ban hành, đấy là luật. Bên dưới tầng luật là tầng hướng dẫn. Hướng dẫn bao gồm quy trình, mô tả công việc, công cụ. Là hướng dẫn là cái cách sử dụng các hạn mức như thế nào, định mức như thế nào. Xong rồi tầng cuối cùng là tầng thực thi, chính là quy trình, là công cụ để thực hiện nó. Vậy thưa với anh chị, đã là tầng từ giám đốc trở lên, giám đốc chức năng trở lên, giám đốc kinh doanh, giám đốc nhân sự, giám đốc tài chính là chuyên về làm luật và văn bản hướng dẫn luật. Đã là tầm bộ ngành thì là văn bản luật và hướng dẫn về thực thi luật. Còn đến cái tầng của quản lý nhé, là đúng luật này. Vì vậy tầng quản trị là ban hành luật và hướng dẫn luật, tầng quản lý là làm theo luật, vì vậy và xây dựng quy trình để làm theo luật. Đấy là vai trò của quản lý. Vì vậy rất nhiều anh chị làm trưởng phòng sale vào công ty thì các anh chị thấy ngay là vào đến nơi rồi, về luật chia lương thưởng họ có sẵn chưa, cách trả lương họ đã có sẵn chưa, bạn có được quyền can thiệp không? Không. Cứ vậy mà thực thi. Và vấn đề là bạn chịu trách nhiệm thực thi. Thực thi nó thì nó gọi là gì ạ? Quản lý. Cầm một đó đám người và thực thi đúng quy trình, thực thi đảm bảo được mục tiêu và đi đúng con đường họ đã vạch, sử dụng đúng công cụ đã có, cách trả lương theo đúng luật chơi của họ, thực hiện nội quy theo đúng luật mà họ đã đưa ra, và trừ điểm KPI theo đúng luật họ đã đưa ra. Và đấy là vai trò của bạn, là vai trò của nhà quản lý. Vậy nhà quản lý là nỗ lực đi khi nhà quản trị họ đã vẽ ra con đường, nỗ lực đi và thực thi phần thưởng khi nhà quản trị họ đã vẽ ra con đường. Còn nhà quản trị là người ngồi vẽ ra con đường và treo các phần thưởng ở dọc đường để cho bọn quản lý nó dẫn một đoàn quân đi. Và đi đến đâu thì được nhặt quả ngọt nào, đi đến đâu được nhặt quả ngọt nào, và đi đúng cái cung đường đấy cho tôi. Vậy cho nên quản lý là người thực thi, quản trị là người hoạch định chiến lược, vẽ con đường và hướng dẫn thực thi chiến lược. Nó hai cái tầm rất là rõ nhé. Vậy thì rõ ràng là bạn là quản lý, bạn đừng có chọc vào. Và trong quản lý ở đây là một là quản lý con người để nó đi đúng đường. Hai là quản lý, đầu tiên là quản lý quy trình. Có cái quy trình họ phát cho bạn rồi, bạn quản lý quy trình. Hai là quản lý con đường để kiểm tra xem anh em nó có đi đúng con đường không. Và ba là quản trị mục tiêu ngắn hạn mà nhà quản trị họ giao cho bạn, là đi đến đây mất bao nhiêu thời gian. Và đấy chính là vai trò của bạn. Và khi mà họ đi chậm là trách nhiệm của bạn là gì ạ? Chị ngã em nâng, bạn nhảy vào, bạn đào tạo họ. Và họ không thực thi đúng luật thì bạn gì ạ? Sa thải họ và tìm người khác đi vào đoàn quân của mình. Thì đấy chính là vai trò của nhà quản lý. Tôi nói nó ngắn gọn thôi để bạn dễ hiểu. Còn tất nhiên nó vẽ ra nó khoảng hơn chục kỹ năng, khoảng 12 kỹ năng của nhà quản lý. Còn nhà quản trị thì nó rơi vào khoảng 30 kỹ năng. Đấy, ví dụ như thế. Thì bạn hình dung nó như vậy. Thì chứ tránh tình trạng là một số anh chị làm trưởng phòng là vào đến nơi thì người ta xây dựng luật rồi, cứ đòi bẻ luật của người ta vớ vẩn. Bây giờ anh chị sang Mỹ đi, Mỹ nó xây dựng hết luật rồi, xong rồi sang đấy cứ bảo Donald Trump thay đổi luật, nó vả chết. Không,
Vậy thì sang đấy chỉ nhiệm vụ là gì? Thực thi đúng luật, đừng có cãi. Ví dụ trong cái mùa Covid này cũng vậy, chính phủ người ta quản trị, người ta đã vẽ ra luật rồi, mẹ muốn về nước là phải chờ thôi, để đi cách ly thôi, chứ còn đúng luật mà làm, chứ không phải gì về đây xong bẻ luật, làm gì có cái chuyện đấy, đúng không? Làm đúng luật. Vậy nhà quản lý là cứ đúng luật mà làm. Thứ hai là chia lương đúng và trung thực, đúng theo cái luật của họ. Có vậy thôi, và nỗ lực đôn đốc anh em đoàn quân nó đi thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh theo con đường các đại ca đã vẽ sẵn, cứ vậy mà làm. Đấy, thì đấy chính là vai trò của nhà quản lý. Thế thì nên cái tầng quản trị nó sẽ khác hẳn, tầng quản trị nó khác hẳn. Rồi, cảm ơn bạn. Và trong chuyện quản lý thì nó có một là quản lý con đường, tức là quy trình. Hai là quản lý về mặt nguồn lực. Cái nguồn lực nó đi bao gồm là quản lý về tài chính, chi tiêu có đúng hạn mức không, họ ban hành luật không, quản lý về mặt con người, xem con người nó có đạt được KPI không, rồi trả lương con người nó có đúng luật không. Như vậy trong con người có 3 phần nhé, có đi đúng đường không, có gì đã đạt được mục tiêu không, nó liên quan đến KPI, và công ty trả lương cho họ có đúng hay không. Vậy thì việc đầu tiên là mình phải hiểu luật. Hiểu luật à, thì bắt đầu mình mới quản lý được cái gì ạ? Quản lý được con đường, quản lý được luật chơi. Họ còn họ ban hành luật nhé, còn mình quản lý được luật chơi, quản lý được con người thực thi luật chơi. Và cuối cùng quản lý được cái mục tiêu họ giao cho mình trên con đường đấy. Đấy, thì nó là như vậy. Để tránh tình trạng xung đột với lại cấp trên. Rất nhiều anh trưởng phòng, còn nếu mà bạn đề xuất là tôi đề nghị thay đổi luật để cho phù hợp với anh em hơn, thì được đề xuất. Như dân mình chẳng hạn, là có quyền đề xuất với chính phủ điều chỉnh luật, nhưng không được đạp lên luật, không được lên chửi ông chính phủ là luật không phù hợp với ông. À, tôi chỉ thấy không phù hợp thì ông phải đề xuất. Và vấn đề là chính phủ phải dựa trên số đông, chứ không phải dựa trên một cái mồm của ông để điều chỉnh luật. Đấy, thế thì như vậy để chúng ta hiểu. Thế thì quản lý là làm theo luật, và nếu thấy luật không phù hợp thì đề xuất. Mà nếu đề xuất mà cảm thấy không phù hợp với mình nữa, mà họ không thay đổi, thì mình có chuyện. Mình không cảm thấy ở Mỹ, mình thì cảm thấy không phù hợp với luật Mỹ, mình có thể quay về Việt Nam. Mình có thể là làm hộ chiếu của Nhật, mình có thể làm quốc tịch Nhật. Đấy là việc của anh chị. Còn tóm lại là đến một doanh nghiệp thì cũng tương tự như vậy, đã vào đất nước của họ là phải tuân thủ luật pháp của họ. Và bạn có quyền đề xuất luật và thay đổi hay không là quyền của họ, chứ không phải quyền của bạn. Rồi ạ, cảm ơn bạn. Bạn là sinh viên sắp ra trường, bạn mong muốn có kỹ năng chuyên môn cao, nâng cao tư duy trong kinh doanh, nâng cao thu nhập và thăng tiến trong công việc. Vậy chương trình này là sự lựa chọn dành cho bạn. Business Chu, chương trình huấn luyện kinh doanh thực tiễn, được thiết kế và vận hành trực tiếp bởi Trường Doanh nhân Siêu Việt Nam, sáng lập bởi Chủ tịch Tập đoàn Siêu Việt Nam. Lộ trình học tập của bạn sẽ như thế nào? Bạn sẽ được ăn, ở, học tập, rèn luyện tập trung trong 6 tháng xuyên suốt. Sống và rèn luyện theo môi trường của quân đội, giúp bạn có được kỷ luật tốt của một người đi làm. Được học tập kinh doanh thực tiễn cùng doanh nhân, những người đang kinh doanh thực tế. Được đào tạo các kỹ năng mềm và kỹ năng hội nhập trong doanh nghiệp như tiến hành giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, đàm phán. Được hoàn thiện tư duy, năng lực làm việc theo đúng như yêu cầu của doanh nghiệp. Business Tool giúp bạn tự nâng cấp mình để hoàn thiện kỹ năng của một người đi làm. Đối tượng tham gia là ai? Dành cho sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng, những người mới tốt nghiệp, đang đi làm được 1 năm hoặc trên 1 năm. Sau quá trình huấn luyện, học viên sẽ được bố trí việc làm tại các công ty, tập đoàn mà có chủ doanh nghiệp là đối tác của Tập đoàn Siêu Việt Nam. Tìm hiểu thêm thông tin vui lòng truy cập website truongdoanhnhansieuvietnam.edu.vn. Hotline tư vấn trực tuyến 0986776622. Business Chu, chắp cánh ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline 0986776622.